Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nội Hà và tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều cho Vivian là bà xã tôi và tôi có một cơ hội được chạm vào cái hành trình phát triển của các bạn, được chạm vào cái hành trình phát triển của các bạn thông qua những video chúng tôi phỏng vấn chuyên gia trên toàn cầu. Và chúng tôi bắt đầu cái mùa dịch Covid thì thấy là ok, mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, không phải đi lên văn phòng này, rồi không có ra ngoài sau giờ làm việc để mà tụm năm tụm bảy cà phê cà pháo nhậu nhẹt gì được. Cho nên là mình dành quá nhiều thời gian ở trong nhà, và khi mình dành quá nhiều thời gian ở trong nhà thì bây giờ mình có một khung thời gian nó rảnh rỗi như vậy, làm sao để maximize, cái lại làm cho tối ưu hóa cái khung thời gian đó. Và đồng thời thì trong cái mùa dịch Covid thì có quá nhiều người trong mình chúng ta là lo lắng về cái business, lo lắng về sức khỏe, lo lắng về tương lai của bản thân, của người thân, của nhân viên của mình, của cộng đồng, của tất cả mọi thứ, lo lắng đủ kiểu hết. Và mình thấy là cái stress nó ở khắp nơi. Thì hai vợ chồng mình nói là ok, chúng ta làm gì để có thể giúp cho người khác được trong cái stress. Người ta vẫn có thể học được, người ta có thể nhìn thấy hy vọng, người ta có thể nhìn thấy có gì đó để người ta áp dụng trong cái hành trình phát triển của họ. Thế là hai vợ chồng mới nói là ok, cả hai chúng ta đều là những người ngưỡng mộ những người giỏi. Yes, cả hai chúng ta đều là những người thấy có rất là nhiều người họ làm cái chương trình podcast và phỏng vấn được rất nhiều người giỏi, và mình ngưỡng mộ họ. Yes, hay tại sao chúng ta không trở thành những người như họ, không thử kết nối với lại những người chuyên gia, không thử mời gọi những người chuyên gia tham gia phỏng vấn, không thử đem cái hành trình của họ để chia sẻ lại cho người khác, lấy đó làm cái động lực, lấy đó làm cái reflection time, là cái thời gian để bắt đầu suy ngẫm, lấy đó làm cơ hội cho mọi người học tập, lấy đó làm cái cơ hội để mọi người nhìn thấy đây là những người giỏi và cái hành trình họ đến, cái việc họ giỏi là như vậy này, những bài học của họ chắc lọc chia sẻ là như vậy này, để áp dụng lại trong cái hành trình của họ, áp dụng lại trong cái trường hợp họ đang stress như vậy, đang stress vì Covid, đang khó khăn, đang đối mặt với thử thách như vậy, thì có bài học nào mà họ có thể ôm ấp, có thể bài học nào họ có thể áp dụng, có bài học nào họ có thể thử để xem thử là nó có hiệu quả cho họ hay không, rồi lan tỏa cho người khác. Và các bạn biết không, đó là một cái hành trình cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, và tôi và bà xã không hiểu là ở đâu chúng tôi đào ra được cái sự nỗ lực đó, ở đâu chúng tôi đào ra được cái sự cố gắng để mà học hỏi, bởi vì nó có quá nhiều thứ học hỏi. Học hỏi làm sao để mình làm quen ngồi nói chuyện cho camera như vậy này, học hỏi làm sao để mình có cái sự dũng cảm, cái dũng khí để liên hệ với những người nổi tiếng dù chúng tôi chả là ai, liên hệ với họ, rồi làm sao để liên hệ với họ một cách hiệu quả nhất cũng là một cái email, phải làm sao viết email nó phù hợp cho từng người một, cũng một cái buổi phỏng vấn phải làm sao mà sắp xếp nó chuẩn chỉnh cho từng người một, học cách sắp xếp lại cái ngày giờ của mình làm sao để phù hợp cái thời gian mà mình phỏng vấn chuyên gia ở Việt Nam, rồi thời gian nào phù hợp phỏng vấn chuyên gia ở nước ngoài, làm thời gian nào phù hợp chuyên gia ở Mỹ, ở châu Âu, vì múi giờ nó khác nhau rất là nhiều, làm sao để thích nghi được, thích ứng được với từng cái câu chuyện một. Bởi vì cái ông giỏi về hóa, bây giờ mình không biết gì về hóa thì làm sao mình nói chuyện với họ, ông giỏi về kỹ thuật mà mình chẳng biết gì về kỹ thuật, làm sao mình nói chuyện với ông, ông chuyên về finance mà ông nói chuyện về finance, làm sao mình biết nói chuyện về những con số tài chính, mình sao mình nói chuyện được với họ. Hay cái bà chuyên về luật, họ rất giỏi về luật, họ rất giỏi về ethics, bây giờ mình nói chuyện với họ, mình nói chuyện gì để vẫn có thể giữ được cái ngọn lửa trò chuyện và lôi cuốn được họ trong cái câu chuyện đó, lôi cuốn được để họ chia sẻ, lôi cuốn họ để họ cảm giác được là họ vui khi trò chuyện với mình và họ muốn làm bạn với mình, và mình có được những người bạn mới khi họ vui, khi họ muốn làm bạn với mình, khi họ cảm giác được trân trọng, khi họ cảm giác là mình nghiêm túc trong cái việc đó. Không những là họ chia sẻ một chút mà họ sẽ chia sẻ rất là nhiều chút, họ sẽ chia sẻ thật tâm hơn, và cái câu chuyện trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Đó là cả một cái hành trình mà học, nỗ lực mỗi ngày, rồi làm sao để học làm video. Tôi phải đi lên YouTube tôi học những cái phương pháp này, học video. Tôi nói chuyện với một anh tên là Rohit Basit, ảnh là có một người ở Việt nhưng mà anh đang ở bên Trung Đông. Thì Rohit giới thiệu với tôi về một cái phần mềm tên là MoIV. Thế là mình mới lên nghiên cứu phần mềm đó, mình cảm giác là ok, nó cũng đơn giản, nó cũng rẻ, nó cũng phù hợp. Nếu mà Rohit nó làm được thì mình cũng sẽ làm được. Thế là bỏ tiền ra $100 mua nó dùng thử. Và cảm giác là tới bây giờ tôi vẫn thích cái phần mềm đó, nó khá là hữu dụng. Hay là
tại sao những video người ta làm được đẹp như vậy, tức là mình lại dành thời gian của mình để xem về những người khác họ làm những cái khung cảnh chuyển cảnh nó như thế nào, họ quay video làm sao, họ tìm những cái nguồn video ở đâu, hiệu ứng âm thanh ánh sáng như thế nào, rồi bắt đầu dùng âm thanh thì lại bị YouTube nó đánh bản quyền, nó là ok âm thanh này không được, thế là bao nhiêu cái nỗ lực mình làm ra cuối cùng bị, thế là mình mới biết là phải mua nhạc có bản quyền, phải thế này thế kia đó. Cả một cái hành trình rất là hay. Và trong đây sáng nay là tôi mới mở được cuốn sách này này, hồi nãy tôi cầm nó có lòi ra xíu khi quay phim ấy. Thì cái cuốn này ấy, là cái cuốn mà tôi đọc mỗi ngày vào buổi sáng, nó có tên gọi là 8789 câu nói. 8789 câu nói, và câu nói hay, và cái câu nói hay đó như vậy nó giúp cho chúng ta đọc được những cái gì nó tươi vui, nó sạch sẽ, nó nghiêm túc, và nó giúp cho chúng ta có được cái nguồn năng lượng tích cực. Đồng thời khi mình đọc xong á, những câu nói như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta khởi đầu cái ngày mới của mình mà có một nguồn năng lượng nó dồi dào, nó tràn trề, nó đổ vào. Mình sẽ ngồi chiêm nghiệm lại câu nói đó nó đang nhắc mình cái gì, nó nói về cái gì trong quá khứ mình đã gặp phải, và trong cái hành trình mình đang đi, mình sẽ hướng tới, thì cái câu nói đó nó có thể áp dụng được ra làm sao. Đó. Và tôi áp dụng cái phương pháp này từ 2009 đến bây giờ đó các bạn. Mỗi ngày là thức dậy thì quơ cái cuốn sách nó ngắm một câu nói để mình chiêm nghiệm. Và bởi vì nó chỉ có tốn có vài giây, vài phút để mình chiêm nghiệm, cho nên là trời nắng, trời mưa, tình trạng sức khỏe, tình trạng cảm xúc vui buồn như thế nào đi chăng nữa, áp lực công việc như thế nào đi chăng nữa, đang đi công tác ở nước này hay ở nước kia đi chăng nữa, thì đều làm được điều đó hết. Chỉ tốn có vài phút đồng hồ để bắt đầu ngày mới của mình bằng việc đọc cái câu nói hay đó thôi. Đó. Thì câu nói của tôi nhận được ngày hôm nay này là effort brings satisfaction. Cái sự nỗ lực nó sẽ đem lại được cái sự thỏa mãn. Trong cuộc đời này nó không có cái gì nó đến một cách tự nhiên hết tất cả các bạn. Ví dụ khi chúng tôi bắt đầu cái hành trình mà phỏng vấn chuyên gia, thì nếu mà không có nỗ lực ra để kết nối, bởi vì nó y chang như là một anh chàng đi bán hàng, để làm sale vậy đó. Bạn muốn kết nối với lại một người thì ít ra bạn phải gửi ra 10 cái lời mời gọi. Rồi theo thời gian, cái mối quan hệ của bạn, cái uy tín của bạn, cái personal brand, cái thương hiệu của bạn nó tăng dần, thì bạn gửi 10 lời kết bạn thì bạn có thể có 5-6 người đồng ý. Rồi sau khi kết bạn xong, nó đã rồi xong đâu, bây giờ mình phải mời gọi họ. Thì bây giờ 10 người mà mình mời gọi để phỏng vấn thì bạn chỉ có một người nhận lời để tham gia phỏng vấn đó thôi. Và theo thời gian bạn sẽ có đủ một số lượng người tham gia phỏng vấn rồi, bạn quen với cái việc bạn làm rồi, bạn biết cách để mà điều tiết hài hòa, nó làm cho nó tốt lành hơn, làm cho nó hiệu quả hơn, cho nên cái tỷ lệ xác suất thành công nó sẽ cao hơn. Bây giờ lúc đó bạn có thể gửi email mời gọi 10 người thì 5-6 người họ tham gia phỏng vấn. Nhưng mà lúc đầu, cái sự nỗ lực ban đầu luôn luôn là sự nỗ lực cần phải bỏ ra nhiều nhất. Bạn thấy không? 10 người bạn được 1 người kết bạn, rồi 10 người kết bạn, bạn được 1 người đồng ý tham gia phỏng vấn. Nghĩa là tỷ lệ là chỉ có 1% thôi. Theo thời gian từ 1% thành công lên 2%, lên 5%, lên 7%. Bây giờ 10 người tôi mời thì ít nhất 7 người tới 8 người là họ đồng ý, bởi vì mình đã có cái tên tuổi, có uy tín, và mình có rất là nhiều người họ đồng ý làm recommendation, là người sẵn sàng đứng ra giới thiệu cho mình. Cho nên cái việc mà tìm kiếm và mời gọi nó không còn khó như ngày xưa. Satisfy là cái sự thỏa mãn. Khi mình nhìn lại một cái chặng đường trải qua, mình cảm giác là ô, cái chặng đường đó cho mình bao nhiêu là bài học, chặng đường đó cho mình bao nhiêu là kiến thức, chặng đường đó cho mình bao nhiêu là cái trải nghiệm, cái sự nỗ lực mình bỏ ra lúc đầu bây giờ nó đền đáp đúng mức. Cái nỗ lực đó nó cho bạn satisfaction. Bây giờ trong cuộc sống của bạn, trong công việc của bạn cũng y chang như vậy thôi. Bây giờ bạn đang muốn quen một người nào đó, bạn nhìn thấy cái cô bạn đó hay là cái anh chàng kia xinh xắn, giỏi giang, có cái nét gì đó mà bạn cảm giác đồng cảm, có cái nét gì đó bạn cảm giác là ok, tôi thấy người đó phù hợp với mình, tôi muốn có một mối quan hệ với người đó, mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu với người đó. Thì bây giờ bạn làm gì? Bạn đứng xa bạn muốn hả? À, bạn phải bỏ ra thời gian này, bạn phải bỏ ra tiền bạc,
bạn phải bỏ ra cái gì đó để bạn có cơ hội đến sát với người đó, đến sát với người đó để có thể nói với người đó là ok, bạn đang có cảm tình với người đó nè. Rồi lúc đó nó sẽ có xác suất là người đó có thể có cảm tình với bạn, không có cảm tình với bạn, thậm chí là ghét bạn, hoặc là không có gì hết, đang ở giữa đường trường là giống như là à ok, để xem thử ra làm sao. Thì lúc đó mình mới hiểu được nước nó đang lạnh, nước đang nóng sôi hay là đang như thế nào, mình uống được hay không uống được để mình điều tiết tiếp. Đó là một cái quá trình nỗ lực bạn phải gọi là cày sâu cước bẩm đó. Đó để đến rồi khi mà bạn với người đó kết hôn với nhau, lập gia đình, có con, có cái, cái cảm giác là à, có nỗ lực đó nó được đền đáp bởi cái kết quả cuối cùng, đó là bạn quen được người đó, bạn kết hôn được với người đó, bạn lập gia đình được với người đó và tạo dựng ra một cái thế hệ mới cùng với cái người mà bạn yêu thương, bạn trân quý. Thì lúc đó bạn cảm giác là satisfy, là thỏa mãn vô cùng, đúng không? Công việc cũng vậy. Công việc cũng vậy. Bạn đi vào một cái công ty mới, bạn vào trong một cái ngành nghề mới, bạn bắt đầu một cái gì đó mới trong công việc, thì bạn phải nỗ lực phải gấp 3, gấp 5 lần người khác. Nỗ lực để học nhanh nhất kiến thức của cái nghề, của cái ngành. Nỗ lực để tạo những mối quan hệ nhanh nhất kiểu nghề của cái ngành. Nỗ lực để tạo ra cái thương hiệu của bạn nhanh nhất. Nỗ lực đó nó phải gấp rất nhiều lần so với người khác, để từ từ cái thương hiệu bạn nó lên, kiến thức của bạn nó lên, mối quan hệ của bạn nó lên, cái uy tín của bạn nó lên. Thì cái việc mà những cái nỗ lực đó nó bắt đầu là gieo hạt trong quá khứ, thì bây giờ bạn sẽ gặt hái được những hoa thơm trái ngọt. Và khi bạn gặt hái được cái hoa thơm trái ngọt, bạn nhìn lại cái chặng đường, cái hành trình của mình, của ngày hôm qua, của ngày hôm kia, của năm trước nữa, bạn cảm giác là thật là sung sướng khi nhìn thấy cái thành tựu, cái kết quả của nó như theo ý mình. Nhưng mà nếu bạn đi vào, bạn cho nó là ok, người ta làm 8 tiếng, ta cũng làm 8 tiếng thôi, hết giờ người ta về, mình cũng về. Cứ rồi tự dưng thấy những cái thằng khác nó ngồi nó cày, nó làm 10 tiếng, nó làm 12 tiếng, nó đi hội thảo này, đi hội thảo kia, cuối ngày nó đi học tiếng Anh, nó học tiếng Trung, nó đi tham gia những cái diễn đàn để nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của nó. Mình cứ ui, mấy cái thằng dở hơi, mất thời gian, phí phạm, mất thời gian, phí tiền, bỏ tiền đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi du lịch, đi chụp hình, chụp ảnh, sống ảo, dạng nó sướng hơn chứ. Để rồi guarantee với các bạn, đảm bảo với các bạn là trong vòng 2 năm thôi, những người đó là nó vượt xa quá mình. Mà bởi vì nó vượt xa quá, thế là bây giờ mình phải chạy marathon để đuổi cho mình kịp nó. Mà mình chưa có sẵn sàng, mình chưa bao giờ chạy, mình không quen với cái việc đó nữa. Mình muốn chạy marathon mà mình đã quen được chạy 100m chưa, 500m chưa, mà rồi chạy marathon gì đường dài để lôi lại, để có sự khoảng cách cách biệt với nhau về 2 năm. Và đó là lý do những bạn này sẽ tiếp tục accelerate, là tiếp tục phát triển mà lên lên xa nữa. Và mình có một cuộc sống cứ bình như vậy. Để rồi cuộc sống bình như vậy, nếu như mình không chấp nhận cái sự thật, mình không chấp nhận sự thật là à ok, mình chỉ là như vậy và sẽ là như vậy, để rồi mình cứ nhìn lên cái sự cách biệt. Ô, ngày xưa nó là đồng nghiệp của tao đó, ồ nó may mắn, mình đẻ ra một mớ những cái lý do để mình thỏa mãn cái việc là thằng đó tại sao, bà đó tại sao nó thành công, được ông này giúp đỡ, bà kia giúp đỡ, may mắn ông bà phù hộ ABCDE, chứ không phải vì năng lực. Rồi cuối cùng mình tự huyễn hoặc mình với những ý tưởng đó, mình lừa dối mình với những ý tưởng đó, và cuối cùng mình cứ bị xoáy trong cái vòng xoáy đi xuống, rất là đáng tiếc. Cho nên nếu mà bạn muốn có một cái tương lai nó ổn định, bạn muốn có một cái gì đó mà khi mình nhìn vào nó mình thấy vui vẻ, thấy hãnh diện, thấy satisfied, là thỏa mãn về đó, thì bắt buộc bạn phải bỏ ra thời gian, công sức và phải cày cuốc nó. Bạn phải nỗ lực cho nó hết mình, cái effort đó. Cái effort là cái nỗ lực đó. Tới một lúc nó sẽ đơm hoa cái trái được, còn nếu bạn không bỏ ra sẽ không bao giờ có đơm hoa cái trái được. Cũng giống như người nông dân tới mùa gặt hái, muốn đi gặt hái nhưng mà chưa bao giờ bỏ hạt lúa nào xuống để trồng, thì làm gì có được cái lúa nó lớn lên để mà bạn gặt hái cho một vụ này, đúng không? Đó, làm sao để bạn có cái nỗ lực đó? Nỗ lực đó là cái gì? Nỗ lực đó bạn cần làm gì để gìn giữ cái nguồn năng lượng để thực hiện hóa nó? Đó là cái câu chuyện của bạn. Đó là câu chuyện của bạn trong từng cái trường hợp nó khác nhau. Nó sẽ có những cái sự nỗ lực khác nhau, có những cái vấn đề, có những cái đầu việc nó khác nhau. Thì tôi hy vọng là bạn coi cái video này mới nhìn nhận lại xem thử là mình ở đâu trên cái hành trình đến được cái sự thỏa mãn mà mình đang muốn có. Thỏa mãn về nghề nghiệp, thỏa mãn về mối quan hệ, thỏa mãn về cái hạnh phúc cá nhân của mình, thỏa mãn về tình trạng sức khỏe của mình, thỏa mãn về những cái người bạn bè mình đang muốn gây dựng lên,
những cơ hội nghề nghiệp, những cơ hội gì đó mà mình đang muốn hướng đến, để xem thử là mình đã nỗ lực, đã cháy như thế nào cho nó. Có cái nào mình bỏ cuộc giữa chừng, có cái nào mình đang thắp lửa nhưng mà lửa nó heo như dạng như vậy. Làm sao để mình bơm thêm dầu để cho lửa nó cháy hừng hực lên. Ai có thể giúp mình làm được việc đó? Và mình giúp cho bản thân mình như thế nào để làm được việc đó? Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Mong các bạn chia sẻ video này đến với nhiều người trong cái mối quan hệ của bạn, để họ cũng tìm được cái sự nỗ lực của họ, vực dậy được cái sự nỗ lực của họ. Và cái kết quả đó là cái sự thỏa mãn trong cái hành trình của người đó trong cái thời gian kế tiếp. Đồng thời khi các bạn chia sẻ thì cũng sẽ giúp cho tôi và Vivian có thêm nỗ lực để làm những video, để chia sẻ thêm những câu chuyện cho bạn, để cho hành trình chúng ta được chạm vào nhau nhiều hơn nữa, dài hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Tạm biệt các bạn nhé.